hãy bổ sung nội tiết từ sớm để lưu giữ tuổi thanh xuân lâu hơn. Và chúng ta chỉ có bổ sung nội tiết khi mà chúng ta bị thiếu nội tiết thì thực sự điều đó là không sai. Tuy nhiên, ở các góc độ mà phòng bệnh thì mình nghĩ mà xem, thay vì mình đợi cái triệu chứng nó nặng rồi thì mình mới bắt đầu bổ sung, tại sao khi mà nó hơi chớm hoặc là nó chưa có dấu hiệu mà chúng ta không bổ sung và dưỡng cho nó từ sớm đi? Thì ngoài cái việc là mình chú ý đến cái chế độ ăn uống hàng ngày này, như là ăn nhiều rau xanh này, ăn ít đường này, ăn ít tinh bột, thì nó còn có một cái số thứ được gọi là nhựa sống cho những chị em ở cái độ tuổi 30 và 40, đó chính là nội tiết tốt. Và sau cái độ tuổi 30 thì ít nhiều gì nội tiết tốt của các chị em nó sẽ chắc chắn là nó sẽ suy giảm. Và có nhiều có quan điểm cho rằng là chỉ bổ sung nội tiết khi mà mình bị thiếu hụt, và điều đó nó không sai. Nhưng ở cái góc độ phòng bệnh thì thay vì những cái triệu chứng này nó nặng rồi mình mới bổ sung, tại sao chúng ta không bổ sung vào và mình dưỡng cho nó từ rất là sớm? Và cái điều quan trọng là mình cần có những cái kiến thức có việc là mình bổ sung nội tiết tốt. Ví dụ như ở một cái vài dòng nội tiết tốt thiên về cái việc là mình bổ sung với cái nội tiết có những cái thành phần như là cái estrogen, và những cái loại này nó phù hợp cho những người mà chưa có ý thức phòng bệnh. Và chỉ khi mà mình có những cái triệu chứng mà mình suy giảm nội tiết tố như là khô hạn nè, mình bị bốc hỏa nè, mình bị cáo gắt thì bắt đầu mình mới bổ sung nó. Còn một cái số phương pháp khác phù hợp với tất cả những cái đối tượng, kể cả là chị em có ý thức về phòng bệnh hay là những cái vấn đề dùng trong cái việc là mình bổ sung uống những cái nội tiết tố giúp cho cơ thể chúng ta tổng hợp estrogen. Phương pháp này nó đã được Diệp Thí hỗ trợ cho một số rất là nhiều chị em trong nhiều năm qua. Nó giúp cho cơ thể chúng ta tổng hợp được cái lượng estrogen một cách tự nhiên và thúc đẩy các quá trình mà cải thiện cho chị em chúng ta. Và cũng có nhiều thảo dược giúp cho chị em phụ nữ chúng ta cân bằng cái nội tiết tố một cách tự nhiên và tự sản sinh ra các hormone nội sinh. Với chị em có các khối u lành tính này, hoặc là sợ bị khối u này, mình sử dụng những cái sản phẩm mà có những cái tính chất an toàn á, thì đây nó là cái xu hướng mới trong cái việc là hỗ trợ cho những bệnh nhân suy giảm nội tiết tố. Nó không có gì quý hơn cái việc là cơ thể chúng ta tự phục hồi và tự chữa lành và tự nâng cao sức khỏe để mà đẩy lùi những cái bệnh tật. Ở cái góc độ cá nhân của Diễm Thí thì Diễm Thí đánh giá là cái sản phẩm này là ưu việt nhất. Nếu như mà chị em còn thắc mắc về cái sức khỏe nội tiết tố của mình thì hãy nhắn tin cho Diễm Thí để được mà tư vấn và hỗ trợ giải đáp hơn. Và đây nó là bảo bối của Diễm Thí ạ.